Em Minh Tông Nha Trang xin kính chào tất cả quý chị nhà đầu tư đang xem kênh YouTube của em ngày hôm nay nhé. Thì hiện tại là em đang có mặt tại thôn Phước Ty, xã Dương Phước, huyện Dương Khánh, thành phố Nha Trang. Thì hiện tại là em đang có mặt tại một trong những lô đất rất là đẹp với cái hiện trạng là 3 mặt tiền và diện tích lên tới 1.441 m2. Và hiện trạng lô đất này là đã có sẵn đường bê tông và là hiện trạng lô đất 3 mặt tiền rất là đẹp và là khu dân cư. Thì lô đất này nó đẹp như thế nào? Em sẽ quay chi tiết. Vậy bây giờ em sẽ quay chi tiết đến cho tất cả quý anh chị nha. Thì đây là cái hiện trạng mà lô đất em vừa mới giới thiệu đến cho tất cả quý anh chị. Đường là con đường là đường bê tông, hiện trạng là đường 6m, quy hoạch mở rộng lên tới là 10m nha anh chị. Và hiện trạng của lô đất này là lô đất 3 mặt tiền với cái diện tích là 1.441 m và có chiều dài bám đường tính theo cái cạnh từ điểm này này, từ ngay cái vị trí mà hàng rào cao này, và nó sẽ kéo dài lên nha anh chị, kéo dài xuống tới ngay chỗ vị trí của những cái giờ phía cuối kia, là nó dài lên tới là 63m và nó có cái cạnh ngang là lên tới là 33m nha anh chị. Thì em sẽ đi quay từng cạnh và từng vị trí đến cho tất cả anh chị để anh chị dễ nắm hơn. Đây là thuộc thôn Tuy Phước, Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh. Từ đây mà chúng ta đi ra tới con đường tỉnh lộ 3 thì mất khoảng là 3 km nha. 3 km là chúng ta ra tới nơi rồi. Thì hiện trạng anh chị đang thấy thì nhà cửa cũng khá là đông đúc rồi. Ngay vị trí này khu dân cư hiện hữu rất là đẹp. Vị trí của lô đất này rất là đẹp luôn anh chị. Lô đất này nằm rất là gần sông nha. Rồi từ đây mà chúng ta đi ra sông thì cách khoảng là 200m thôi. Đây là cái điểm cuối của lô đất này. Con đường này là hiện trạng là đường bê tông có sẵn là đường 4m và quy hoạch cái điểm này là nó sẽ là quy hoạch con đường mở rộng lên tới 20m nha anh chị. Đây, nằm ngay góc ngã tư luôn. Nha anh chị thấy góc ngã tư. Hiện trạng dân cư rất là đông rồi. Cái điểm cạnh cuối, cái hậu của lô đất này này, từ đây qua tới ngay chỗ vị trí của cái cây trụ kia, cái cây trụ điện kia là 33m, ranh của mình nó sẽ dài tới đó. Và giáp phía bên hông đất của chúng ta là cái, đây là cái sân banh, sân cỏ nhân tạo nha anh chị. Buổi chiều ngay vị trí này tập trung rất là nhiều anh em ở đây để banh ở đây. Đường hiện trạng phía hậu là đường 4m có sẵn, ô tô đậu thoải mái, và đường đây là đường quy hoạch mở rộng lên tới 20m. Mặt bám đường thì đường 6m, quy hoạch mở rộng 10m. Ở phía mặt bên đây là một lô đất khác của người ta nha anh chị, sẽ tính từ điểm này qua bên kia là của một người đầu tư khác. Thì cái điểm của chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm này, theo hướng tây đông đang chỉ sẽ là hướng này nha, đi tới ngay chỗ ranh của cái nhà luôn đó, chúng ta sẽ kéo dài lên từ đó luôn và cắt bao rộng ra từ điểm này qua với qua tới khu vực bên này luôn, thì sẽ bám đường như thế này rất là đẹp. Thì với tổng diện tích của lô này 1.440, hiện trạng đất là đất cây hàng năm khác và toàn bộ quy hoạch đất ở thổ cư nha chị. Và lô đất này đã được đăng ký thổ, chỉ cần chờ chỉ tiêu của huyện Diên Khánh về nữa thôi là sẽ lên thổ được ngay luôn. Giá bán của lô đất này hiện tại chủ đang muốn bán với cái giá là 7.4 tỷ cho toàn bộ thửa đất. Hiện tại lô này đang có 2 sổ, chính xác là có 2 sổ nha anh chị. Đây là hiện trạng bám đường này. Thì với cái lô đất này hiện trạng đường như thế này đã khá là to rồi và quy hoạch mở rộng mới tới 10m nữa, bám theo vòng cung rất là đẹp luôn, rất là phù hợp cho chúng ta phân lô tách thửa. Đất đường hiện trạng bám như thế này thì phân lô tách thửa rất là đơn giản nha anh chị, không có gì khó khăn khi mà chúng ta lên thổ cư 100% rồi. Thì cái đơn giá 7.4 tỷ cho toàn bộ lô đất này là một đơn giá khá hợp lý, bởi vì những lô đất như thế này bây giờ thời điểm hiện tại bây giờ của khu vực Diên Khánh khá là hiếm nha anh chị. Thì bây giờ Minh Tông sẽ đi quay một cái khu vực xung quanh để anh chị xem thử tình hình khu vực xung quanh đó có gì mới không ạ. Đây, đi theo con đường này là đi thẳng vào tới chỗ khu vực lưu lượng sông nha anh chị. Cái ranh của chúng ta nó sẽ kéo dài tới cái trụ này này. Đây, cái ranh này nó sẽ tới cái trụ này và kéo dài ra. Đó, em sẽ quay ra phía bên ngoài để cho anh chị dễ hình dung hơn. Gần với lô đất của chúng ta có một cái mảnh vườn khá là đẹp nha anh chị. Đây là vườn của chúng ta trồng mít rất là nhiều này. Thì con đường này thì kết nối đi thẳng vào phía bên trong, nó sẽ có 2 khu phân lô mà đã bán từ năm ngoái. Với cái giá bán khoảng là dao động từ 8 cho tới 10 triệu.
Tới thời điểm hiện nay, hiện tại bây giờ khi mà rẻ hè thì giá cũng dao động khoảng 10 triệu. Nhưng mà riêng về vị trí thì nó sẽ không đẹp bằng cái lô đất mà mình Tông vừa quay cho anh chị xem nha. Đây, cái khu này nó sẽ là cái một cái khu phân lô. Hiện tại thì để đổ đất rồi nè anh chị. Để đổ đất xây lắp mặt bằng rồi. Thì Tông nghĩ sắp tới nó cũng sẽ bán thôi. Ở phía xe ngay chỗ những bụi tre kia là cái mặt sông sông Cái nha anh chị ha. Mặt bên đó sẽ là mặt sông Cái. Đất của chúng ta rồng rất là gần sông nên rất là mát. Đa số trên đây thì đất vườn khá là nhiều anh chị ạ. Đất vườn rất là nhiều, nhà ai cũng có vườn rất là to luôn. Rồi bây giờ ngay chỗ vị trí mà Tông đang chỉ kia thì đó cũng là một cái khu phân lô bán từ năm ngoái rồi. Thì trong đó cụm của này nó sẽ bao gồm là còn 10 lô. Lúc mở bán cũng đã bán giá 8 triệu hơn rồi. Thì bây giờ khi mà rẻ hàng lại thì chủ đầu tư F1 họ rẻ hàng lại với giá đơn giá hoặc là 10 triệu cho 1 m². Thì những lô ở đây chia diện tích khá là đẹp, ngang 5 dài 16 thì khoảng 80 m². 80 m², tất cả đều bám đường như thế này. Đã bán hết từ năm ngoái rồi. Vị trí này đường thông với nhau. Ô tô đi thoải mái, khu vực dân cư hiện hữu. Nhà cửa rất là đông rồi. Ở vị trí của thôn Phước Ti, xã Diên Phước thì đi về tới trung tâm huyện Diên Khánh thì khoảng 15 phút và đi về tới trung tâm thành phố Nha Trang là 30 phút nha anh chị. Thì với cái lô đất nó đẹp và tiềm năng mà bên Tông vừa chia sẻ lúc ban đầu á, thì anh chị nào có nhu cầu mua bán và quan tâm về cái lô đất này thì cứ để lại cho Tông lời bình luận, thì Tông sẽ trả lời những câu hỏi của anh chị một cách sớm nhất và gửi những thông tin chi tiết đến cho tất cả quý anh chị quan tâm. Thì quý anh chị nào quan tâm về sản phẩm cũng như là thấy video của bên Tông làm tốt thì hãy cho Tông một lời khích lệ, đó là đăng ký giúp Tông và subscribe kênh YouTube của bên Tông để kênh ngày càng phát triển và giúp cho những video mà bên Tông làm ra quý anh chị có thể cập nhật một cách sớm nhất. Thì bây giờ bên Tông cũng sẽ kết thúc video tại đây. Thì anh chị nào có nhu cầu cái gửi bất động sản thì cứ liên hệ trực tiếp với em rồi số điện thoại là 0905 802 107. Em sẽ tư vấn và làm việc trực tiếp với tất cả anh chị và cũng như là đi review những sản phẩm của anh chị ký gửi. Và bây giờ mình Tông xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video mới nhất của em ngày hôm sau ạ.